Đồng hồ chính hãng The Watch xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử thương hiệu đồng hồ Cartier nổi tiếng thế giới này nhé. Lịch sử đồng hồ Cartier gắn liền với những cột mốc son của ngành chế tác đồng hồ và kim hoàn thế giới. Đồng hồ Cartier không chỉ là người bạn đồng hành của những người yêu thích thương hiệu này, mà những mẫu thiết kế của thương hiệu Cartier còn chứa nhiều câu chuyện và văn hóa của mảnh đất sản sinh ra nó. Lịch sử đồng hồ Cartier Thương hiệu lâu đời của Pháp. Với 169 năm phát triển, thương hiệu đồng hồ Pháp Cartier ghi dấu ấn với rất nhiều sản phẩm đỉnh cao và trở thành huyền thoại như đồng hồ Tank hay bộ trang sức đỉnh cao như Carest Dog Eye Cartier. Theo dòng lịch sử thương hiệu đồng hồ Cartier, năm 1847, thương hiệu Cartier được thành lập bởi Louis Franois Cartier, lúc bấy giờ ông 28 tuổi. Năm 1874, Louis Franoi Anfet con trai của Cartier gia nhập công ty của cha mình với mục đích làm đồng hồ và xuất khẩu đồng hồ. Năm 1888, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử phát triển của hãng chế tác danh tiếng Cartier với việc ra mắt mẫu đồng hồ kiêm trang sức vòng tay đầu tiên dành cho phụ nữ. Năm 1893, Cartier đặt chiếc đồng hồ đầu tiên của mình từ Vacheron và Constantin. Ngày 30 tháng 3 năm 1898, Louis Franoi Anfet kết hôn với andré Caroline Wood, người thừa kế ngôi nhà thời trang Paris vĩ đại nhất, đã mang đến cho Cathy ở kinh nghiệm tại cuộc sống xã hội ở Paris. Năm 1898, Cathy ở ký hợp đồng độc quyền bộ sưu tập đồng hồ lộng lẫy dành cho nữ với Edmund Jaeger. Giai đoạn 1902 đến 1929, là khoảng thời gian Hoàng Kim khi nhà Cartier liên tục được ủy thác vai trò là nhà cung cấp chính cho gia đình hoàng tộc tại nhiều quốc gia trên thế giới như vua Edward 68, Vương quốc Anh, vua Carlos số 1 Bồ Đào Nha, vua Maha Chula Long Con, Vương quốc Siêm Thái Lan ngày nay, vua Peter một nước Serbia, công tước Philip của Orleans, vua Albert 1, Vương quốc Bỉ, vua Fuad 1, Hy Lạp. Năm 1917, chứng kiến sự ra đời của dòng đồng hồ tanh Kế chú danh. Đây được coi là một trong những mẫu đồng hồ biểu tượng của Cartier. Thành công vang dội của Tanh Cô là động lực để Cartier cho ra đời hai phiên bản Tanh Cô Louis Cartier và Tanh Cô Chinoy vào năm 1922. Năm 1933, Cartier bổ nhiệm chuyên gia chế tác Jean Tốt Xanh vào giữ vị trí giám đốc phân ngành trang sức cao cấp. Cũng trong thời gian này, Cartier đã đăng ký bằng sáng chế Invisible Mount kỹ thuật đột phá cho phép giấu đi phần khung gắn kim loại chỉ để lộ phần đá. Năm 1938, Cartier khai trương cửa hàng tại Cannes và trình làng mẫu đồng hồ đeo tay nhỏ nhất thế giới, sau đó tặng cho công chúa Elizabeth của Anh. Ngày 23 tháng 7 năm 1942, Louis Franois Cartier qua đời, thời hoàng kim của gia đình Cartier đã kết thúc ngoài những phiên bản do mình tự sản xuất ra, Cartier cũng lấy những bộ máy từ các nhà sản xuất thụy sĩ có uy tín như Audemars Piguet, Ernest Borel, Jaeger-LeCoultre, Movado, Patek Philippe, Piaget và Vacheron và Constantin. Năm 1953 diễn viên điện ảnh Marilyn Monroe hát ca khúc Cartier trong bộ phim Senthamman Prefer Blunder. Năm 1970 đánh dấu một bước phát triển mới của Cartier khi hãng mở rộng thị trường trên các quốc gia châu Á. xứ cảng thơm Hồng Kông được chọn làm điểm đến đầu tiên. Năm 1973, Cartier bổ nhiệm giám đốc điều hành mới Alain Perin Dominic, người chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng của thương hiệu. Năm 1978, Cartier cho ra đời phiên bản đồng hồ san tốt với chất liệu vàng và thép. Năm 1983. Cartier cho ra đời dòng đồng hồ Panthe. Năm 1988, Cartier mua lại phần lớn cổ phần của hai thương hiệu Piaget và Baume và Mercier. Năm 1994, quý Cartier chuyển đến rai gấu chế và đặt trụ sở ở tòa nhà được thiết kế bởi Zing Nouveau. Năm 2005, bộ sưu tập trang sức cao cấp cả Red Dog Eye Cartier giàu tính nghệ thuật của Cartier được chính thức ra mắt. Năm 2008, đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực chế tác đồng hồ khi hãng trình làng dòng đồng hồ 9452 MC Calibre. Đây cũng là mẫu đồng hồ đầu tiên được đánh trình làng tại Geneva Seal. Năm 2012, tiếp nối thành công Cartier trình làng phiên bản tanh của Angile. Để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Pháp, triển lãm Cartier Tham Art đang được nhà Cartier tổ chức tại Thượng Hải từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 12 tháng 10 năm 2014. Ngày nay, rất nhiều ngôi sao Hollywood như Charles Theron, Jennifer Lauren, Lupita Nyong'o cũng là khách hàng trung thành của Cartier. Với 200 cửa hiệu ở 125 quốc gia, Cartier vẫn giữ nguyên vẻ sang trọng xa xỉ nhưng lại trở thành thương hiệu được nhiều người biết đến như lời người mẫu Erin Watson từng nói. Những thiết kế tinh xảo thượng thừa mang tính lịch sử của Cartier là điều các thương hiệu khác chưa bao giờ với tới được. Hy vọng bài viết về lịch sử thương hiệu đồng hồ Cartier sẽ hữu ích với các bạn. Thấy video này hay hữu ích hãy nhấn đăng ký kênh, like chia sẻ và nhấn vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký kênh để được thông báo xem những video chia sẻ thông tin mới nhất từ đồng hồ giờ khoát cho các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào